Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Mình vẫn là Tonali đây. Đấy, mình đã trở lại với mái tóc màu đen rồi. Lại quay lại với danh hiệu là con trai cưng. Đây là con trai cưng giơ tay. À quên, là con trai ngoan rồi. Mấy bữa vừa rồi trời rét quá, thành ra là cũng hơi lười quay video. Nhưng mà để bù lại thì hôm nay mình sẽ dựng nên một màn kịch mang tầm cỡ để cho các bạn cùng xem ha. Ok, thì cái này cũng phải chuẩn bị khá là nhiều, cho nên là mình đi chuẩn bị luôn đây. Lát nữa thì các bạn sẽ biết. Đi thôi. Hôm nay thì bà Yến mà đã đi chơi rồi, Hòa thì nó về quê rồi, thành ra có mỗi mình ở nhà thôi. Buồn thấy mẹ luôn, cho nên là nghĩ ra cái trò chôn này để chôn bà ấy. Lam đi chơi với bạn mà bỏ mình ở nhà, khốn nạn. Đấy, đấy là mình sẽ dựng nên một màn kịch dẫn bồ về nhà. Đấy, hai ông mẹ ổn thế nhở, chờ mình đóng cửa sổ. Để nào ạ. Rồi, đỡ ổn hơn rồi đấy. Rồi, mình sẽ nói lại ha. Đấy là mình sẽ dựng nên một màn kịch dẫn bồ về nhà. Đây nè. Ok, thì để mà thực hiện được cú lừa lần này thì mình sẽ phải quay một cái đoạn video như thế này. Và mình phải cởi trần như thế này. Ghép bãi. Này, ngại quá. Rồi, thì mình sẽ cho các bạn xem là cái trình độ lừa đảo của mình đã đẳng cấp như thế nào ha. Ok, action. Đó, đây chính là hai đạo cụ của mình dùng ngày hôm nay. Cái áo ngực này thì là mình mới mua. Và đôi guốc này cũng thế. Mấy hôm nữa là bà Yến mà đi chụp kỷ yếu rồi, cho nên là mình định mua tặng bà em một đôi guốc. Bà ấy bảo là cần đôi guốc để chụp, chứ bà ấy có đi guốc bao giờ đâu. Còn đây là cái áo ngực rất là mới. Thôi, tí tặng luôn được. Đó, thì hai cái món này mình sẽ dùng để đánh lừa bà Yến. Ok. Cái áo ngực này mình sẽ vứt luôn đây này. Thế đôi guốc này thì sẽ để ở ngoài cửa. Để ở ngoài cửa. Để bà ấy về cái này bà ấy nhìn thấy luôn. Đấy, có nhiều vậy. Ok. Rồi, thì đây sẽ là cái bước cuối cùng. Mình sẽ dùng một cái nick ảo để mà gửi cái đoạn video vừa nãy cho bà Yến ha. Hôm trước thì mình đã vào nick của bà Yến để add friend cái nick này rồi, cho nên là bây giờ mình có thể gửi được tin nhắn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chờ cái kết quả xem là bà Yến có bị mắc lừa hay không. Rồi, trong lúc chờ đợi thì mình phải mang em bồ của mình vào đã. Ây da. Đây, bồ của mình đây. Cá sấu chột mắt, mặt trăn bồ. Ây chà, xong. Em bồ của mình đang nằm ở trên kia. Đấy, đợi lát nữa chị Yến vào xem là như thế nào. À, sẽ xử lý như thế nào đây. Ok. Gì?
đi ngủ cởi quần áo. Đi ngủ cởi quần áo. Sao mà bảo đi chơi chiều về không ạ? Vợ thích về đây, mở ra. Mở sớm này. Sao cô loanh quanh thế nhỉ, mở ra nè. Mở ra. Gì? Đâu? Cái gì? Đâu cái gì? Gì đâu? Cái gì? Tiếng gì? Bố đi thử chưa? Vợ phải đi thử ạ. À? Nào. Có một đứa nào? Bố chồng môi cho vợ. Đi vào xem nào. Người ta để cái đấy. Cái này cũng thế. Toàn quà thôi. Thế sao phải mặc quần áo? Đi ngủ rồi, cởi trần chuồng ra cho mát. Mùa đông rồi. Mùa đông. Mùa trở lên thôi làm gì? Tóc trần nóng. Nó đâu? Để mang cái chồng xem nào. Nó nào? Con đi đâu? Con nào? Nó còn béo má chồng ấy nhá. Mì mì. Con nào béo má chồng? Cái gì? Con nào béo má chồng? Cái gì? Cái gì? Hớt 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 đi chim, hớt đi chim, hớt cho mặt trời hồng quê ta. Mém chồng ra đây đây đây. Đừng ngại. Cái gì? Nói rõ ra thôi. Nó đâu? Nó nào? Chồng không mang đây vợ. Đập vỡ đầu chồng ấy. Mày mang cái gì? Nó nào? Thế em về nhà tao mà ngủ. Nó đâu? Nó nào? Con nào? Tao ngủ với ai? Cá sấu. Hai đứa con cá sấu. Cái gì? Cá sấu đủ chưa? Rồi. Dưới ngăn kéo. Thôi thôi. Cái gì nó nào? Thế cái video đấy là sao? Video nào? Video nó gửi cho vợ. Nó nào? Ngồi 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 bình tĩnh. Không hiểu vợ đang nói cái gì luôn đấy. Giỏi nhờ. Chồng có biết vợ đang ăn lẩu không? Vợ phải chạy về không? Chưa có ăn được miếng nào. Vợ ăn lẩu vậy, vợ chạy về. Bảo mà. Bồ chồng có gửi video cho vợ. Bồ nào? Hả? Bồ nào? Con mà béo má chồng á. Con nào béo má chồng? Chồng làm gì có ai béo má ngoài vợ. Thôi đi. Cút ra. Đâu video nào? Đây. Đây. À chồng cho bạn xem đây.
Cái gì? Mình được không? Ai được? Ai à? À, mặc mặc vào trong xem nào. Út, không à? Út rồi, đi vào xem nào. Và sắp chụp kỷ yếu cần quốc, ta mua quốc cho. Vừa đâu? Chân to như chó ấy. Đấy vừa vừa vừa. Chân chó vừa to à? Đứng lên đi vào bóng nào. Mắt bỉ ha. Xấu như chó. Rồi đẹp đẹp đẹp, đẹp hơn nha. Này bớt đi. Rồi, đẹp không? Dạ vâng. Thích bỏ sư ra. Nhờ nhuốc anh trưởng vào. Thế mà nó người thật nó đạp phát gãy xương sườn nhỉ. Đạp chém chết luôn đi. Ghê thế. Vâng. Kinh nhỉ. Chồng cứ thử xem. Chém chết luôn. Chém luôn. Chém cả chồng cả nó. Nó thích vua không? Được. Thích không? Thích không? Có. Cũng đời là đòi luôn đấy. Thích. Thích như nào? Thích nhiều. Nói hẳn thôi, chả tình cảm mẻ gì. Bạn thích quốc nhiều. Nhìn vào đây này. Trời ơi. Bọn mình ghê lắm vậy đó. Đách ai lấy nữa. Bỏ gì sợ mà. Ném guốc vỡ hết cả guốc ra. Không quay nữa. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video này của bọn mình. Nếu mà thấy hay thì nhớ like, share và subscribe cho channel YouTube mình nha. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại vào video lần sau. Bye bye. We'll be right back.